xin chào mọi người, tin vui tất cả với mọi người ở thị trường ngành ảnh lắp, ngành ảnh du lịch với ảnh thị trường Việt Nam. Hiện nay trước mặt chúng tôi vừa nhận được, chúng tôi có một cái mã sản phẩm máy in mới QW410. Đấy, chúng tôi vừa nhận được. Nào mọi người xem, bây giờ chúng ta sẽ review và sẽ unbox ra xem như nào nhá. Nghe, nghe đâu rất là hot đây. Tương đối nhẹ đúng không? Đây. Chưa nhìn bề ngoài đã biết là siêu gọn nhẹ rồi. Bây giờ ta bắt đầu bóc lên. Ok, vẫn còn tem niêm phong hải quan. Nào, chúng ta xem trong có gì nào. Rồi, ok, ô khác hẳn với thế hệ trước của sản phẩm mà model DMP NDS RX1 thì cái mã model này rất là gọn nhẹ và siêu phẳng. Vâng, đây là cái khay, vẫn là cái khay đựng giấy này. Ồ, thật sự quá là nhỏ ạ. Ồ, tuyệt vời. Nào, chúng ta xem nhé. Nào, chúng ta bắt đầu này. Ồ, bé quá. Ok. Thực sự là rất là gọn nhẹ. Nó là một cái dòng máy in phân khúc là nhỏ nhất trong cái thị trường cái dòng hiện nay. Là ô quá tuyệt vời. Ok, bắt đầu chúng ta móc này. Ok, à đây 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 đây. Vâng. Đây là cái hộp để mình thay giấy này. Khu vực để giấy. Tuyệt vời. Cái sản phẩm này in rất là nhiều cơ giấy 4x6. 4x6 à. 4,5 x 4,5 inch. 4,5 x 18 inch. 4x4. Có nghĩa là 10 x 10 cm. 4,5 x 4 có nghĩa là 11 x 10 cm. 11 cm. Và 4,5 x 8 inch có nghĩa là 11 x 20 cm. Đấy, có nghĩa là cái ảnh này là in được với tỷ lệ là dạng ảnh là 6x9, có nghĩa là ảnh full ấy. Rất là phù hợp với cái ảnh mà điện thoại di động hiện nay thì tỷ lệ gọi là full HD màn hình rộng. Ồ. Đây là khu vực mà mình đưa vào khu vực băng mực đây và cái đầu in đây. Đầu in dài họ thiết kế là 4,5 inch tức là 11 cm này. À. Mấy hai từ tuyệt vời nữa là cái máy này thiết kế mới dạng là in phẳng. À. In phẳng có nghĩa là nó sẽ hạn chế được cái độ cong của giấy. À, rất hạn chế cong giấy. Có nghĩa là khi mà nó điều hệ thống cơ khí cải tiến này mới này nó sẽ hạn chế cái độ cong của giấy, đâm ra chính vì thế nó hạn chế cái việc kẹt giấy mà dắt giấy tất cả những thế hệ mà máy in các hãng hiện nay. Đấy, chính vì thế là tôi tin chắc chắn rằng là cái máy này sẽ rất là ít trường hợp bị kẹt giấy do thiết kế đặc biệt, cái một cái hệ thống cơ khí đặc biệt như thế này. Đó, ok. Đó. Bây giờ chúng ta xem cái giấy của nó như thế nào. Đây là giấy 4x6 inch. 4x6 inch. À, cho mã QW410 4x6 150 hình trên một roll, có nghĩa là 300 hình trên một thùng. À. Ok, rất nhỏ gọn. À. Được biết là cái máy này thiết kế theo hãng là có một cái bộ phận nữa là bộ phận là option, đó là cái power pack, có nghĩa là cái cục gắn pin ngoài, chắc là không biết là cái nguồn nó gắn ở đâu. Đấy, để xem nha. Để mình xem. À, cái mặt sau thiết kế như này rất là nhỏ này. À đây rồi. Cái này là gắn, cái này là cắm nguồn pin đây, đúng rồi. Và cái này là cái chân cổ tín hiệu dây USB này. Cái cân nặng của cái này là 5,9 kg các bạn. Đấy, rất là nhẹ. Rất là phù hợp với nhà du lịch. Đấy, các photographer có thể là mình sẽ rất là tiện lợi, mình sẽ mang đi rất là cơ động. Đấy.
Ok, và đây là giấy, là băng mực. Bây giờ chúng ta chờ xem cái driver in thử như nào nhé. Ok. Ok. Rồi. Đây là giấy đây ạ. Rất chắc chắn đấy. Đây. Phải nói là sản phẩm của Nhật Bản, của hãng Dynapon Printing có khác, rất là cẩn thận. Đó. Rồi mình sẽ bóc ra. Đó. Mọi người nhớ nhé, khi mà mình lắp giấy này thì mình bao giờ mình để cái chiều giấy mình quấn bên trong này để mình bắt vào này. Ok. Rồi, đó mình lăn. Ok, có nghĩa là kêu tét, có nghĩa là đã nhận giấy, sensor đã nhận giấy. Rồi. Bây giờ xong cái phần mà mình lắp giấy rồi. Bây giờ mình sẽ lắp băng mực này. Băng mực này rất là bé và xinh xắn đúng không? Băng mực 4x6 inch. Ok, nó cũng giống như các thế hệ máy trước thôi, mình cũng lắp theo thứ tự theo màu. Ở đây mình sẽ lắp đây, mình sẽ lắp phần trắng vào đây, rồi mình cài vào thôi. Đây mình sẽ màu vàng, màu vàng. Ok rồi, ok. Đó, mình đóng vào xem như nào, chúng ta quan sát nha. Trong cái thời gian máy khởi động thì mình cũng bóc luôn cái tay hứng ảnh, nghĩa là máy cũng cắt ra cái vòng bên ngoài quận giấy, có nghĩa là loại bỏ những cái dấu vân tay và bẩn và bụi. Ok, 2-3 tờ nha. Rồi xem tiếp theo được mấy tờ. Nghĩa là dòng máy này chỉ cắt 3 tờ thôi các bạn ạ. Còn cái dòng máy DNP DS1 với cả là DS820 là cắt 5 tờ, nhưng cái này có 3 tờ. Mình chắc chắn là bởi vì là họ thiết kế rồi, bởi vì cái vòng cái giấy này, vòng nó rất là nhỏ. Đấy, nhưng mà người thấy là cái giấy nó quận nó chỉ có đây. Cái đường kính mình biết nhưng mà chắc là tầm khoảng 4 inch 10 cm này, nó tầm này là vừa, nó chỉ cần cắt 3 tờ thôi. Đây mình mắc tay dùng giấy. Ok, rất là rất hay đấy, tiện đấy, tuyệt vời. Tuyệt vời. Nào, bây giờ là chúng ta xem tôi sẽ cài driver vào nhá. Cài driver vào. Đây rồi. Tôi tải đây rồi. Đây. DPQW410. Đây rồi. Ở trong này nó có setup một cái dòng cho bản Windows 32 bit và 64 bit. Thì ở đây thôi, tôi không biết 32 bit, mình là 64 bit như nào, cứ vào cái file drive install này, .cmd. ok, cứ in được rồi, máy nó tự động nó phát hiện ra cái bản Windows xài bao nhiêu bit, thì cái đấy thì là do phần mềm nó tự làm, các bạn không phải lo lắng phần đấy. Next, tiếp tục. Này. Yes. Ok. Đến lần này rồi. Vẫn cài đặt. Ừ rồi. Có nghĩa là riêng cái driver này thì mình cũng nghĩ là không cần phải các bạn không cần phải giỏi về cái phần mềm máy tính hoặc là IT gì cả. Đấy. Tôi phải cài rất đơn giản thôi. Cứ yes, next install. Ok. Xong, bây giờ mình kiểm tra xem là máy đã nhận được Windows chưa nhá. Driver của máy in chưa? Đây, mình sẽ vào phần setting của Windows này, setting này. Mình vào thiết bị này. Đấy, máy in Bluetooth và chuột này, device này. Đấy, mình nhắc vào đây cho nó rõ này, device này, printer này, nhắc vào vật này. Rồi, mở rộng ra xem nhận chưa? Đã nhận được các bạn ơi, đây. Rồi, biểu tượng là DPQW410. Rồi, ok, mình xem trong có gì nhá. Vào printing reference này. Rồi. Và layout xem bao nhiêu cỡ giấy này, cỡ ảnh này. Đầu tiên nó mặc định là cỡ 4x6, tức là 10x15 cm này. Cỡ thứ hai là 4x4. Có nghĩa là cái cuộn giấy này in được hai cỡ giấy, cỡ ảnh. Có nghĩa là 4x4 và
4x6. Tức là cái này là theo cm, có nghĩa là cái riêng cái cuộn giấy này 4x6 mình in được hai cỡ, có nghĩa là cỡ 10 x 15 và cỡ 10 x 10. À ok. Đây là dạng photo. Còn nếu mà mình mà muốn in photo chip thì mình muốn cắt ở đây nó cũng có này. À có nghĩa là cắt 2 inch cũng được. Đối với dòng ảnh sự kiện. Đấy, mình sự kiện mình mà em đi bộ cái lên thì này, nó sẽ cũng cắt cho mình. Đấy, một, sẽ cắt cho mình cái bề ngang chẳng hạn như là giấy là 2x2 có nghĩa là 5 inch. À, có nghĩa là chiều cắt của nó sẽ rộng là 5 inch nhân đến 4 chẳng hạn như là 10 cm nhân với 5 x 10 cm, đó là dạng là photo chip. À, ok, cái này thì chắc chắn là sẽ phù hợp với cả các đơn vị sự kiện nhiều hơn. Ok, sau đó mình vào. À nó cũng giống như là các thế hệ trước thôi. Đấy, vẫn các kiểu in là màu mới lên trắng, còn option cũng vậy. Ok. Đó. Ok. Rồi. Phần color cũng giống vậy. À nó còn có một cái nữa là cái này driver rất là hay, tiện giống như sản phẩm máy Dimpy DS820. Đấy, nó có một cái phần gọi là printer info. À thông tin của mình là giấy hiện nay media của mình đang dùng là 4x6 inch, số lượng là 150 bản trên một cuộn. À có nghĩa là chưa in một tờ nào. Đấy. Còn cái total cao, cái này là cái công tơ, nói chung cái đếm số lượng bản in đã in ở cái máy này thì tất nhiên là cái máy này mới sản xuất ở nhà máy mới, nên là họ đã in test, in thử, in được 47 tờ rồi. Có nghĩa là giống như là anh em mua cái máy ảnh camera này in được chụp bao nhiêu shot ấy. Đấy, có nghĩa là cái total cao này là in được 47 hình. Đấy, còn firmware đây là version 01.06, có nghĩa là 1.06. Đấy, control data, có nghĩa là đây, độ phân giải DVI, cái máy này chắc chắn là độ phân giải rất là cao đây. Đấy, yên tâm. Đấy, cái này cho phép in được phân giải 600 dpi. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ in thử xem nhé. À bây giờ tôi sẽ có một cái hình ảnh đây, một người mẫu người Việt Nam đang đứng Bến Tre, printer chọn DP QW410. Ok nào các bạn xem nhá, xem là người mẫu Việt Nam mình in trên một cái máy đẹp nhỏ nhất trên cái thị trường này, ảnh 2020 như nào. Print, ok rồi, đã nhận lệnh rồi. Thời gian in cái ảnh 4x6 này cũng như là 10x15 là theo như bạn cái bản spec là 18 giây các bạn ạ. 18 giây. Cũng tương đối nhanh. Bé hạt tiêu nhưng mà có võ. Cũng tương đương như đàn anh là Dimpy DSRX1 HS. Ôi trời ơi. Thật sự là không thể tin được. Độ tương phản đi mắc rất là cao, màu đen này. Và màu đỏ rất là lên, rất là đẹp. Màu sắc rất là đẹp, rực rỡ. À. Watermark Dimpy Digital Paper, ôi tuyệt vời quá. Đó. Nó rất đẹp à. Bây giờ chúng ta sẽ tôi in tiếp một ảnh cô gái nữa xem như nào. Một cô gái. Cũng là cô gái Việt Nam đẹp. Thẩm Thúy. Ok. À. Rất nhanh. Có nghĩa là cái máy này là trong cái bộ nhớ đệm của cái máy này là 32MB. Kết hợp với cả cái máy tính mà như này thì tôi nghĩ là in rất là nhanh ấy. Ok. Ủa nhanh quá. Đã xong rồi. Cái này rất là phù hợp với các đơn vị như là bên thiết bị y tế này. Đấy, đây là phòng siêu âm nội soi này, mấy hàng nhất là ảnh thẻ này, ảnh du lịch này, ID này, tuyệt vời. Rồi. Ok. À, mọi người nhìn thấy đây, đây là một cái máy đời trước là máy model là DSRX1HS và đây là cái máy QW410. Đấy, chúng ta xem. Một anh rất là cao to, một anh rất là nhỏ gọn. Đấy. Rất là nhỏ gọn mà anh này chỉ có 5,9 kg thôi. Và anh này bao nhiêu? 13,9. Đấy, có nghĩa là nó sẽ nhỏ, nó gọn rất nhiều. Các bạn thấy không? Đó. Với kích thước này thì theo cái spec của nó ấy, thì chiều cao cái này là chiều cao là gần 20cm, cũng nghĩa là 19,8 và chiều sâu và chiều rộng nó thì cái này là mình cứ làm có nghĩa là nó chiếm rất là diện tích cực nhỏ luôn,
Nếu mà tính ra 2x2 là 0,04 m², rất là phù hợp với các đơn vị chẳng hạn như là về thiết bị sản phẩm hình ảnh y tế này, sản phẩm mình anh đi rất là tiện, rất là tích cực, diện tích. Cảm ơn các bạn.